Đi mua sắm mặc đồ đôi với nhau, nhưng Trường Giang Nhã Phương trốn không chụp ảnh chung vì lý do nhạy cảm. Dẫn Nhã Phương đi chơi, nhưng Trường Giang nhất quyết không đứng chung một khung hình với bạn gái, biết lý do mới cạn lời. Sau loạt tin đồn rạn nứt, Trường Giang và bạn gái Nhã Phương đang có chuyến lưu diễn tại Mỹ. Tuy chính chủ không công khai, nhưng loạt hình ảnh tình tứ của cặp đôi đã gián tiếp đập tan nghi vấn đường ai nấy đi, khiến fan hâm mộ thở phào. Sau khi đi ăn tối với mẹ con danh hài Thúy Nga, mới đây Trường Giang Nhã Phương lại được trông thấy diện áo đôi và trao nhau những cử chỉ tình tứ. Cách đây ít phút, diễn viên Minh Luân vừa tiết lộ về cuộc gặp gỡ giữa anh và cặp đôi Nhã Phương Trường Giang trong chuyến công tác tại Mỹ. Điều đáng nói là dù hội ngộ và chụp ảnh cùng Minh Luân, nhưng danh hài sinh năm 1983 và bạn gái nhất quyết không đứng chung khung hình. Minh Luân gặp Trường Giang Nhã Phương khi cả hai đang du ngoạn ở xứ sở cờ hoa. Có thể nhận ra điều này dựng vào trang phục của Minh Luân khi hội ngộ đôi tình nhân nổi tiếng của showbiz Việt. Hơn thế, Trường Giang Nhã Phương còn diện đồ đôi hết sức tình tứ, gián tiếp khẳng định tình cảm bền chặt. Dù không chụp hình chung, nhưng cả hai vẫn khiến fan nức lòng. Nhiều người bày tỏ sự vui mừng khi thấy thần tượng hạnh phúc ngay dưới bức ảnh của Minh Luân. Nguyên nhân Trường Giang Nhã Phương không chịu đứng chung một khung hình được Minh Luân tiết lộ khá dí dỏm. Hai bạn nhất định không chịu chụp hình chung, sợ lên Facebook. Nhưng chụp riêng tôi cũng có cách ghép ảnh mà, không chỉ phá vỡ dự định của hai đồng nghiệp, anh chàng còn chúc cặp đôi mãi hạnh phúc. Trước đó, Trường Giang Nhã Phương vừa đi ăn tối với danh hài Thúy Nga. Xuất hiện bên nhau, cặp đôi khiến fan thở phào sau loạt tin đồn rạn nứt. Với những tín hiệu tốt đẹp này, người hâm mộ Trường Giang Nhã Phương hy vọng cả hai sẽ sớm về chung nhà. Hai năm cưới chồng, cuối cùng Thúy Diễm cũng mang bầu sắp đẻ, choáng khi nhìn mặt mộc. Hình ảnh mới nhất của Thúy Diễm trên trang cá nhân khiến người hâm mộ không khỏi nghĩ đến việc cô đang có tin vui. Thời gian vừa qua, Thúy Diễm khiến cộng đồng mạng xôn xao trước thông tin cô đang mang bầu. Tin đồn bắt nguồn từ khi nữ diễn viên để lộ vòng hai to bất thường trong những chiếc váy rộng thùng thình, cùng gương mặt có phần tròn trĩnh hơn. Bức ảnh của Thúy Diễm để lộ vòng hai to bất thường khiến nhiều người nghi ngờ cô đang mang bầu. Không những thế, người hâm mộ tinh ý nhận ra Thúy Diễm luôn chọn góc che khéo vòng hai. Dạo gần đây, nữ diễn viên cũng thường xuyên xuất hiện trong những bộ váy suông rộng thùng thình. Trước đó, cả hai cũng thường xuyên bóng gió trên trang cá nhân rằng năm nay sẽ kiếm một thằng cún con để nựng. Điều này càng khiến cho người hâm mộ phải đặt ra nghi vấn. Giữa tin đồn mang bầu sắp đẻ thì mới đây, Thúy Diễm vừa cùng ông xã lên đường sang Mỹ. Nữ diễn viên thông báo rằng hai vợ chồng cô sẽ đi nghỉ một thời gian dài, khiến cho người hâm mộ cho rằng cô đang sang đấy để sinh con. Bên cạnh đó, nhiều người cũng không khỏi suýt xoa trước nhan sắc mặt mộc của Thúy Diễm. Mặc dù không có sự trợ giúp của phấn son, nhưng những đường nét trên khuôn mặt của nữ diễn viên chẳng khác là bao, thậm chí ngày càng xinh đẹp đầy đặn hơn trước. Hai năm cưới chồng, người hâm mộ vẫn đang mong ngóng tin vui từ vợ chồng Thúy Diễm và Lương Thế Thành. Cùng là đồng nghiệp thân thiết, HKT nói gì khi Châu Việt Cường liên quan đến vụ chết người? HKT cảm thấy xót xa trước sự việc mà Châu Việt Cường đang làm dư luận khắp nơi xôn xao. Vài ngày qua, công chúng khắp nơi cảm thấy hoang mang trước sự việc của nam ca sĩ Châu Việt Cường. Đứng trước sự việc này, không chỉ có khán giả mà ngay cả sao Việt cũng liên tục có bàng hoàng. Bên cạnh đó cũng có những người đồng nghiệp đi hát chung với anh đã không khỏi xót xa. Mới đây, nhóm nhạc HKT là một trong những ca sĩ theo đuổi dòng nhạc thị trường như Châu Việt Cường đã lên tiếng về chuyện này. Chia sẻ trên báo Đất Việt, thành viên nhóm HKT bộc bạch, lần đầu HKT ra miền Bắc biểu diễn đã gặp rất nhiều khó khăn. Lúc đó, nhóm đã gặp anh Châu Việt Cường. Anh Cường ngoài đời cũng rất quý anh em đồng nghiệp, chỉ dẫn cho HKT đường đi nước bước, đúng và sai để phát triển âm nhạc ngoài Bắc. Anh Cường rất hòa đồng, biết được anh Cường như thế thì HKT cũng có nhiều xót xa. Chẳng những thế, nhóm nhạc này đã có lời phản pháo đến mọi người khi cho rằng ca sĩ thị trường ai cũng như nhau, cụ thể họ lên tiếng. Nhưng có nhiều người cứ nghĩ nếu mình quen biết giao tiếp với anh Cường thì mình cũng giống anh Cường. Không phải như vậy, nhận xét như vậy là hoàn toàn sai, đó là phán xét người khác không khách quan. Không chỉ có HKT, Hiệp Gà cũng bày tỏ sự đồng cảm với đàn em. Châu Việt Cường hãy bình tĩnh đón nhận và cải tạo thật tốt để sớm được tự do. Còn mọi thứ lúc này không còn quan trọng nữa em à, buồn và thấy bâng khuâng quá trời. Cụ thể vào hôm ngày 5 tháng 3, thông tin nam ca sĩ Châu Việt Cường đang bị công an tạm giữ vì liên quan đến vụ án làm chết người được xuất hiện trên khắp các diễn đàn.
Theo cơ quan điều tra Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết, đã có kết quả xác minh về vụ cô gái trẻ tử vong sau khi sử dụng chất kích thích cùng Châu Việt Cường và một số người khác. Trước thềm chung kết Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018, cả cộng đồng LGBT hướng về Hương Giang. Vậy là thời khắc bước đến đêm chung kết Hoa hậu chuyển giới 2018 chỉ còn được tính bằng giờ. Ngay lúc này đây, rất nhiều người hâm mộ nước nhà đang kêu gọi ủng hộ Hương Giang. Đặc biệt, đó còn là niềm tự hào của cộng đồng LGBT. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có thí sinh tham dự cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018. Thế nhưng, không vì thế mà đại diện Việt Nam Hương Giang bị lép vế. Gây ấn tượng mạnh từ ngày đầu tiên đặt chân đến đất nước Thái Lan xinh đẹp, trải qua nhiều vòng thi, Hương Giang ngày càng chứng tỏ mình chính là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018. Không chỉ chiến thắng ở vòng thi tài năng, mà gần như ở bất cứ vòng thi nào, Hương Giang cũng khiến người đối diện phải chú ý bởi thần thái tự tin, cuốn hút của mình. Tối nay 9 tháng 3, đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 sẽ được diễn ra tại Pattaya, Thái Lan. Ngay lúc này đây, hàng ngàn người hâm mộ đang dõi theo Hương Giang để ủng hộ cô trên hành trình chinh phục đấu trường nhan sắc này. Đặc biệt, cô còn là niềm tự hào của cộng đồng LGBT tại Việt Nam. Cùng lắng nghe những tâm sự của cộng đồng LGBT dành cho Hương Giang trong thời điểm đặc biệt quan trọng này. Anh Huỳnh Minh Thảo, đại diện trung tâm ICS, tổ chức bảo vệ và thúc đẩy quyền cho cộng đồng LGBT, là một người hoạt động vô cùng tích cực cho cộng đồng, anh Huỳnh Minh Thảo đã có những chia sẻ rất chân thành về Hương Giang. Anh Thảo cho biết, cá nhân tôi xem đây là một sân chơi thú vị, rất tốt và phù hợp với Giang vì bạn ấy rất xinh đẹp và tài năng, phù hợp với tiêu chí của chương trình. Tôi nghĩ Hương Giang đang làm rất tốt vai trò truyền cảm hứng của mình. Bạn rất thông minh, cư xử tử tế và rạng rỡ trong cuộc thi. Điều này chắc chắn sẽ giúp nhiều người noi theo, học hỏi, đặc biệt là các bạn chuyển giới nữ khác đang trên quá trình hoàn thiện mình. Ngoài ra, anh Thảo cũng đánh giá khá cao Hương Giang. Việc hình ảnh của cộng đồng LGBT đang ngày một được truyền thông công khai và công bằng hơn cũng tạo nên một quan điểm tích cực cho xã hội. Có thể cuộc thi của Hương Giang không phải là cuộc thi nhan sắc lớn nhất, nhưng theo tôi, Hương Giang lại là thí sinh thú vị nhất của cuộc thi nhan sắc từ trước đến nay. Bạn ấy có một quá trình tham gia hoạt động nghệ thuật tích cực ở Việt Nam trước khi bước vào cuộc thi, cho nên kinh nghiệm và bản lĩnh của Hương Giang rất đáng nể. Nhưng cuộc thi, nhiều báo chí cũng nói về quá trình này của Giang cũng là một tấm gương tích cực cho cộng đồng hướng theo và phấn đấu. Đặc biệt, anh Thảo cũng gửi gắm lời chúc Hương Giang thành công tại cuộc thi và chúc cộng đồng LGBT tại Việt Nam ngày càng tự tin, sống tích cực để có ích cho bản thân và xã hội. Hoa hậu chuyển giới tại Việt Nam năm 2016, Hisabi. Hisabi chính là hoa hậu chuyển giới đầu tiên tại Việt Nam khi giành được ngôi vị Miss Beauty 2015. Nói về Hương Giang, Hisabi chia sẻ, Hương Giang đã hoàn toàn chủ động chuẩn bị chu đáo mọi thứ từ hình ảnh, thần thái các phần thi. Điều này cho thấy sự quyết tâm rất lớn từ Hương Giang. Hơn thế nữa, việc Hương Giang đang được nhiều người ủng hộ cũng khiến Hisabi vô cùng vui mừng. Được nhiều người quan tâm ủng hộ chính là hình ảnh đẹp của người chuyển giới, phần nào đã được công nhận. Cộng đồng LGBT cũng sẽ có được cái nhìn thiện cảm hơn từ xã hội qua sự nỗ lực hết mình của Hương Giang. Hisabi cũng gửi lời nhắn nhủ đến các bạn trong cộng đồng LGBT. Các bạn hãy tự tin và nỗ lực hết mình để có thể đạt được ước mơ, cố gắng cống hiến và hướng đến cái đẹp thì rồi mọi người cũng sẽ ủng hộ bạn. Thiên Ân, đại diện cộng đồng người chuyển giới nam thuộc tổ chức FTM Việt Nam, Horizon, nói về hành trình đến với cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế của Hương Giang, Thiên Ân chia sẻ, ban đầu mình cảm thấy khá bất ngờ, sau đấy thì mình cảm thấy rất ngưỡng mộ chị. Khi có quyết định tham dự cuộc thi Hoa hậu chuyển giới này, mình biết cuộc thi mang ý nghĩa rất lớn cho chính bản thân chị và cộng đồng chuyển giới nữ, cũng như LGBT nói chung. Nó không chỉ là một sân chơi thể hiện sắc đẹp và tài năng, mà còn là nơi để nâng cao sự hiện diện cho cộng đồng chuyển giới nữ, và mình tin đó đem lại những tác động rất tích cực. Mình và các bạn trong cộng đồng vẫn luôn theo dõi và ủng hộ chị hết mình. Cộng đồng LGBT, nhất là cộng đồng chuyển giới nữ, đã luôn bị soi bói, kỳ thị và phân biệt đối xử từ xã hội, gia đình và những người xung quanh, khiến họ luôn gặp rất nhiều trở ngại, khó khăn trong cuộc sống. Sau một thời gian dài đấu tranh cùng các hội nhóm hoạt động xã hội, cộng đồng LGBT đang dần có được thêm nhiều sự đồng hành từ mọi người.
Việc chị Hương Giang đang nhận rất nhiều sự ủng hộ dõi theo và nhất là có sự đồng hành của chính gia đình là kết quả của một quá trình đấu tranh lâu dài để giành quyền cho chính bản thân của cộng đồng. Với một cuộc thi mang tầm cỡ quốc tế và nhận được sự ủng hộ rộng rãi sẽ có tác động rất tích cực lên xã hội. Nhiều người sẽ dần nhận thấy rằng dù là người chuyển giới hay LGBT nói chung thì cũng chỉ là một con người như bao con người khác và họ xứng đáng có được sự bình đẳng và yêu thương, Thiên Ân chia sẻ. Đồng thời, Thiên Ân cũng tâm sự, mình rất đồng cảm với những lời chia sẻ của chị Giang trên Facebook cá nhân khi nói về việc sau 7 năm bị gia đình từ chối, nay chị đã có được sự ủng hộ không chỉ từ gia đình mà còn từ rất nhiều người trong xã hội, đa số các bạn trong cộng đồng, ai cũng đã từng trải qua những thời gian rất khó khăn do sự kỳ thị từ xã hội, nhưng mình tin xã hội cũng đang thay đổi từng ngày do tác động từ chính mỗi cá nhân chúng ta. Đừng từ bỏ hy vọng, hãy đấu tranh cho chính mình để được tự do là mình, tự do yêu thương. Thủ môn Bùi Tiến Dũng ngại ngùng khi ngồi cạnh Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Hoa hậu Việt Nam 2016 đã có cơ hội gặp gỡ với thủ môn Bùi Tiến Dũng ở cự ly gần nhất, sau hơn 2 tháng được cho là thả thính với nhau trên trang cá nhân. Sáng ngày 9 tháng 3, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh gây bất ngờ cho người hâm mộ khi xuất hiện chung với thủ môn Bùi Tiến Dũng trong một sự kiện tại Hà Nội. Tuy nhiên, cặp đôi khá ngại ngùng khi lần đầu tham dự chung một sự kiện. Ngay từ khi xuất hiện, Đỗ Mỹ Linh thu hút mọi ánh nhìn khi diện bộ váy vô cùng quyến rũ và xinh đẹp. Trong khi đó, thủ môn Bùi Tiến Dũng vẫn trung thành với phong cách soái ca thường thấy. Thủ môn Bùi Tiến Dũng bất ngờ xuất hiện trong một sự kiện có mặt Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Được biết, đây là lần đầu tiên cả hai tham dự chung một sự kiện sau những màn thả thính nhau trên Facebook. Tuy nhiên, thủ môn Bùi Tiến Dũng khá ngại ngùng khi lần đầu ngồi gần Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Trước đó, hai người được chú ý khi có những bình luận qua lại trên trang cá nhân. Đỗ Mỹ Linh thừa nhận hâm mộ thủ môn Bùi Tiến Dũng. Cô cũng được bạn bè ủng hộ ghép đôi với thủ thành số 1 Việt Nam. Nhưng Hoa hậu ngại ngùng vì hơn tuổi Tiến Dũng. Ngay sau đó anh đáp, trong tình yêu khái niệm tuổi tác đã lỗi thời. Sau đó cả hai lại tự nhiên nói chuyện với nhau.